Khả năng duy nhất ở chỗ này. Australia thì là một đội bóng mặc dù là thuộc liên đoàn đá châu Á nhưng họ có cái thể hình giống như là các đội tuyển châu Âu. Và đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Jordani trong trận gặp Syria. Cũng là một tình huống đá phạt góc bên phía bên trái và cái cách phối hợp là cái cách phối hợp dẫn đến hai bàn thắng của hai tình huống này. Chúng tôi nghĩ rằng là giống hệt nhau. Đây là 2 trong số 3 bàn thắng của đội tuyển Jordani ở vòng bảng. Xin nhấn mạnh lại, tức là 2/3 số bàn thắng của họ thực hiện bởi những tình huống như thế này. Anh Như Thuần nghĩ sao ạ? Một quả phạt góc bên phía bên trái họ không thực hiện ngay, có hai cầu thủ, một cầu thủ đưa bóng cho cầu thủ còn lại để có thể là tạm thời chúng ta nói là làm rộng cái góc đá phạt một chút, và cầu thủ lại đá chân trái vào bóng đi rất xoáy và cầu thủ bên trong đánh đầu cực mạnh rồi nó phượt. Hai cái bàn thắng đấy thì có một bàn thắng đá trực tiếp ở trong, một bàn thắng là chúng tôi gọi là đá phạt góc ngắn, tức là chơi phối hợp ở ngoài sau đó thì đưa bóng vào trong. Và cái cách mà các cầu thủ Giovanni xâm nhập để chơi đầu là một điều mà tôi khá lo lắng. Vì điểm mạnh của họ là thể hình và thể lực chiều cao thì rõ ràng họ hơn chúng ta. Và với những cái đặc điểm đó thì ngay kể cả Australia và Syria cũng không chịu nổi trong những tình huống như vậy. Nhưng có một đặc điểm mà tôi khá ấn tượng với đội bóng này Giovanni, đấy là họ chưa để thủng lưới bàn nào. Tức là hàng hậu vệ của họ chơi cũng khá chắc chắn. Và đó là một cái cách mà họ vượt qua ngay kể cả Australia ở vòng đối bảng một cách rất là ấn tượng. Và không ai nghĩ rằng với một cái huấn luyện viên mới, với những cái thử nghiệm ở khi ông ta dẫn dắt Jordani không mấy thành công thì ông ta lại có được, và với đội bóng đã có được những cái thành công ngay từ vòng đối bảng. Và tôi tin rằng với cái trải nghiệm của đội tuyển Việt Nam ở trong hai trận đấu vòng loại Asian Cup thì chúng ta cũng có được một cái sự tự tin nhất định. Ở thời điểm này, một cái đặc điểm của đội tuyển Việt Nam đấy là thể lực của chúng ta đã hơi đi xuống sau 3 trận đấu cực kỳ vất vả, nhưng tinh thần lại lên rất cao và cực kỳ thoải mái, và điều đó giúp cho các cầu thủ tái tạo lại năng lượng bằng những gì đã mất ở trong cơ bắp của họ. Thực tế thì cái hai tình huống mà anh Khuê vừa mời quý vị khán giả xem lại nó có đều có một cái điểm chung như này, đấy là số 4 Aden Rahman chuyền quả bóng ngắn cho số 18 Al-Matadi chơi bóng vào trong và ở phía trong đánh đầu. Thế thì ở trận đấu gặp Australia, nếu chúng ta để ý thì không có hậu vệ nào của Australia ngăn cản cả. Nhưng đến trận đấu gặp Syria thì tôi nghĩ huấn luyện viên của Syria đã nghiên cứu kỹ, cho nên chúng ta xem lại xem thì sẽ thấy rằng gần như có một hàng rào, tức là có hai cầu thủ ra để tạo ra một cái hàng để cản cái quả đá của Al-Matadi. Thế nhưng mà mặc dù ở qua đây chúng ta đây có hai cầu thủ đứng trước, bởi vì đã nghiên cứu cái công thức đá của đội tuyển Jordani rồi, nhưng rồi thì họ vẫn phải nhận cái bàn thua. Và một điều đáng chú ý khác đấy là cái cầu thủ Al-Matadi là người treo hai quả bóng vào và tạo ra cái bàn thắng đấy thì cũng là người ghi một bàn thắng còn lại, tức là anh ta đã để lại dấu giày trong cả 3 bàn thắng của đội tuyển Jordani. Và cầu thủ này thì đang đá cho Apoel Nicosia, một đội bóng tương đối quen thuộc ở Europa League và thậm chí là Champions League. Thì tôi thấy rằng thứ nhất là nó có hai điểm đáng chú ý, thứ nhất là tất cả những bàn thắng của họ đều đến từ cánh trái, và thứ hai là cái cách dàn xếp đá và phạm góc bóng ngắn như anh Thuần nói của họ tương đối nguy hiểm và lợi hại. Và bóng bầu của chúng ta bây giờ đấy là một điều mà chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị rất là kỹ sau những gì chúng ta đã từng phải trải qua. Chúng tôi lại thấy rất ấn tượng cái cách tổ chức lối chơi như thế này. Quan sát đội bóng Tây Á thì tôi nhận thấy là các đội bóng Tây Á thì thường có một vài ngôi sao, và họ thường tập trung cho một vài ngôi sao như thế. Chẳng hạn như là Qatar như thấy là có đang đội bóng mới là Al-Wahed Ali, hay là Iran là có Zaha ở Đức, và Sada Asmun thi đấu tại Nga chẳng hạn. Tức là có một vài ngôi sao thì họ thường tập trung bóng cho ngôi sao như vậy. Nhưng cái anh Tambouli này, anh là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển. Anh ta là ngôi sao sánh nhất của đội tuyển Jordani, nhưng anh ta lại chơi cái phần hơi lưu mờ hơn, tức là thu mình đi một tí so với những cầu thủ còn lại, và nó làm cho tôi gợi nhớ đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup vừa rồi. Tức là mỗi anh hy sinh đi một tí để vì dùng cái chân anh Pháp ba không, ông ấy cũng muốn lộc lên lắm, nhưng mà đôi khi là ông lại anh Pháp ba đấy anh lại tham gia nhiều hơn vai trò hỗ trợ phòng ngự và nhường quyền trên cho những cầu thủ khác. Và để tỏa sáng, chúng ta đang thấy những hình ảnh từ sân đội Al-Matut, nơi mà đội tuyển Syria và đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Jordani và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng 8, một trận đấu có thể thức loại trực tiếp và sẽ không có kết quả hòa. Ngày hôm nay nếu 90 phút hòa sẽ là 20 phút 30 phút cuối phụ và có thể là quả đá nguyên liêu. Chúng ta vẫn nhớ rằng là đội tuyển Việt Nam 1 năm trước thì đã vượt qua U23 Việt Nam, đã vượt qua U23 Iraq trong trận đấu kịch tính 120 phút và đá nguyên liêu như thế nào. Các thủ đang rất sẵn sàng, cả các thủ Jordani họ đang rất tự tin sau cái hành trình phải nói là rất thuyết phục của vòng bảng. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam cũng đang rất thoải mái và tập trung cho trận đấu này.
trong những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Và lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng phân tích về đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bố trí trong trận đấu này, xem có gì khác biệt so với các trận đấu trước hay không. Đây là một trận đấu mà ông Minh Hoàng đánh chung thế nào, nếu chúng ta bảo vệ cầu môn trong hiệp một ở khung thành bên phía tay phải màn hình thì có lẽ thuận lợi hơn, còn nếu bảo vệ bên tay trái tôi nghĩ cũng sẽ khó khăn vì đây là trận đấu diễn ra lúc 15 giờ chiều, trời rất nắng và thủ môn thì rất khó khăn. Tôi nghĩ này, trước trận đấu thì các huấn luyện viên và kể cả các huấn luyện viên cũng nghiên cứu rất kỹ về cái sân, về cái độ gió và độ nắng, ví dụ gió chiều nào và nắng chiều nào. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta không được quyền chủ động mà phải bốc thăm, cũng như chúng ta đứng ở thứ hai thì đấy là một cái tôi rất là bất lợi. Nhưng mà nếu chúng ta gặp may mắn ấy, chúng ta bốc thăm được cái mà chúng ta nhận sân trước ấy, thì lại rất là may mắn, chúng ta nhận đúng kia. Và vẫn nhớ là trong trận đấu Iran thì chúng ta đã may mắn nhận sân trước, và trong đó thì chúng ta đã chọn cái sân mà nó không bị chói sáng đấy. Đó là một trận đấu may mắn, và ngày hôm nay thì không biết đâu. Xin chào anh Việt Quê, kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại sân tập của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam đang có trận đá tập với đội bóng Mạc Phù Đồng, FC Phù Đồng, đội bóng đang thi đấu giải hạng nhất của chúng ta. Tỷ số lúc này đang là 2-0 của đội tuyển U22 Việt Nam. Trận đấu bắt đầu vào lúc 3:30 và sẽ kết thúc vào lúc 5:30, tức là chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ đến trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho chúng tôi biết rằng là ngay sau trận đấu thì đội vẫn sẽ tiếp tục ở lại tập luyện, và có thể là buổi tập sẽ kết thúc vào gần 6 giờ. Sau đó thì các cầu thủ sẽ trở lại phòng của mình đi tắm và rất có thể sẽ bỏ lỡ một vài phút đầu tiên trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là tất cả các cầu thủ U22 Việt Nam và cả bản thân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng rất muốn theo dõi trận đấu này, bởi vì sẽ có những cầu thủ sau khi kết thúc giải Asian Cup sẽ trở lại khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam ở những giải đấu quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn quyết định lựa chọn sẽ tập theo đúng kế hoạch của mình. Đơn giản bởi vì sự tập luyện nghiêm túc là cách tốt nhất để có thể có được những giải đấu thành công. Đó là bài học mà chúng ta đã có được ở những giải đấu gần đây. Còn 6 ngày nữa thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đá giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai của Hàn Quốc. Sau đó trong năm 2018 thì đội sẽ còn tham gia những giải đấu rất quan trọng như là vòng chung kết U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là SEA Games 2019. Và với những sự chuẩn bị rất nghiêm túc như thế này, chỉ chúng tôi tin rằng đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã rất sẵn sàng bước vào những nhiệm vụ quan trọng dành cho riêng mình. Xin được trở lại trường quay với mọi người. Xin cảm ơn anh Minh Tân, và đó là ghi nhận từ sân tập của đội tuyển U22 Việt Nam khi mà các cầu thủ sẽ đá tập nốt ngày hôm nay trong trận đấu chiều ngày hôm nay và trở về cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam những đàn anh của mình, và thậm chí là có cả những người bạn, những người cùng lứa của mình như là Quang Hải hay là Văn Hậu. Và đó là một sự động viên chúng tôi nghĩ rằng là từ quê nhà, từ các thủ U22 Việt Nam. Còn từ Dubai, các tiểu vương quốc và thứ nhất thì sao? Chúng tôi cũng đã ghi nhận được một điều rất là thú vị sau đây từ các đồng nghiệp của chính chúng tôi, những bình luận viên quốc tế, và họ cũng đã dành những sự cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Yes, Lubin. Today is better. Yes, I'm done. Van Du? Yes. Van Lam. Van Lam. Min Vuong. Min Vuong. Duc Chin. Duc Chin. Van Dai. Van Dai. Lok Phai. Lok Phai. Yes. Tien Dung. Tien Dung. Yes. Van Hao. Van Hao. Van Lam. Van Lam. Duc. The Queen, yes. The Queen. As from high, from, and then Duke. Come straight. Love from high and Kong Fong. Having a very good tournament so far. Good luck Vietnam today. Thưa quý vị, đó là một đồng nghiệp
nghiệp của chúng tôi, một bình luận viên mà có lẽ cũng chuẩn bị bình luận trận đấu giữa đội tuyển Germany và đội tuyển Việt Nam. Anh ấy rất là nỗ lực trong việc phát âm những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Anh ấy nói là đại loại là Van Dijk, Quang Phong, Quang Hai. Chúng ta nghe cũng có thể hiểu được, đúng không? Và đó tôi nghĩ rằng anh Cương Cường, đó cũng là những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta làm trận đấu quốc tế cũng rất là nhiều đội tuyển quốc gia mà không phải là quen thuộc lắm, chúng ta cũng cần phải học cái phát âm của họ. Nếu là một giáo viên nữ như mày chắc không biết mà đứng chung cũng cho bình luận viên vừa rồi cũng đáng điểm. Vâng ạ, đó là một câu chuyện vui mà tôi ghi nhận được từ Dubai, các tiểu vương quốc nhất, và người bạn của chúng tôi thì cũng đã dành lời chúc cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ vẫn là một câu chuyện từ Dubai, đó là tình cảm của các cổ động viên Việt Nam dành cho đội tuyển Việt Nam, không chỉ là từ sự cổ vũ ở trên sân đâu mà còn rất là chu đáo với từng bữa ăn của các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam không chỉ nhận được sự cổ vũ từ các cổ động viên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cả đội còn nhận được cả những hương vị quê hương để bữa ăn mỗi ngày như ở nhà vậy. Có ít nhất hai lần các cổ động viên Việt Nam mang hàng chục kg đồ ăn sang để tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, nào giò, nào chả, nào ruốc, bánh chưng và cả những gia vị tưởng như đơn giản nhưng lại khiến các cầu thủ rất nhớ đến những bữa ăn quê nhà, chanh, nước mắm hay tương ớt. Để mang được khối lượng đồ ăn lớn như thế này, các cổ động viên đã phải mua thêm hàng chục triệu đồng tiền quá cước. Tất cả với một hy vọng, các cầu thủ sẽ có một bữa ăn ngon nhất để đủ thể lực thi đấu. Em với cả tất cả đồng đội thì tập trung ở đây cũng rất là lâu dài và cũng nhớ những cái món ăn của Việt Nam, và các cổ động viên qua đây rất là đông nhiều và cũng đã gửi những cái món ăn Việt Nam, và anh em trong đội cảm thấy những cái món ăn mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là quý giá, tại vì thi đấu xa nhà thì cảm thấy rất là thiếu. Tất nhiên những khách sạn 5 sao mà đội tuyển Việt Nam ăn ở phục vụ rất chu đáo, nhưng chính bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận những đồ ăn này mang ý nghĩa lớn lao với các học trò. Tôi có nghe tới việc các cổ động viên mang đồ ăn Việt Nam cho các cầu thủ và tôi đánh giá rất cao tình cảm của người hâm mộ. Tôi nghĩ điều này dù không mang tính quyết định tới phong độ của các cầu thủ nhưng sẽ là động lực giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn. Thưa quý vị, trên thực tế thì những đồ ăn Việt Nam này sẽ được ban huấn luyện là cân nhắc một cách kỹ lưỡng để cho các cầu thủ ăn vào thời điểm nào. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ không ăn những đồ ăn này ở thời điểm trước khi trận đấu diễn ra, bởi chúng ta cần ăn những đồ ăn nhẹ để có thể tiêu hóa tốt. Nhưng những đồ ăn mà các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam sang như giò, như bánh chưng mang ý nghĩa tinh thần rất là lớn. Những đồ ăn này nhắc các cầu thủ rằng là Tết đã đến thật gần và ai cũng muốn nỗ lực để mang tới niềm vui trọn vẹn dành cho các cổ động viên. Và tôi là Quang Việt, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, người cũng được các cổ động viên gửi tặng một chút hương vị của quê hương sau 3 tuần tác nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Anh Quang Việt thật là rất là may mắn đấy ạ. Tôi muốn dành câu hỏi cho anh Như Thuần và ông Mai Đức Chung, khi mà một cầu thủ thi đấu xa nhà như vậy, những tình cảm rất là ấm áp từ cổ động viên, không quản ngại đường xá xa xôi sang sân khách rất là xa, một đất nước rất là xa cổ vũ và lại mang rất là nhiều những món ăn quê hương như thế thì là cảm thấy vâng, cực đó kỳ là, ấm lòng và xúc động. Đó là sự cổ vũ quá lớn và khiến cho các cầu thủ càng phải nỗ lực hơn để đáp lại cái tấm lòng của người hâm mộ. Và quả thực khi thi đấu ở xa quê hương thì với một cái quãng thời gian dài như vậy ở toàn khách sạn 5 sao thôi, những bữa ăn rất là chất lượng và toàn là buffet, rất là nhiều món, nhưng quả thật là nó cũng là một điều rất là khó cho các cầu thủ, bởi vì như chúng ta đã biết là chúng ta không quen những cái bữa ăn nhiều bơ sữa rồi là những, tức là nó không hợp khẩu vị thì các cầu thủ không ăn được, mà không ăn được là không có năng lượng để tập luyện, và mỗi ngày một chút như vậy và tuần này sang tuần khác. Đang phát trực tiếp.